sẽ của riêng mình, hạnh phận sẽ đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đợi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Xe tải Leo đang lái đi trên đường. Chào Leo. Cậu đang chở các bộ phận xe mới à? Ôi chà, đầy ắp luôn. Lifty và Scoop đang chơi ở công viên giải trí. Nhưng Leo lại không nhập hội. Cậu ấy đến thẳng nhà của robot. Robot! Cốc, cốc, cốc! Leo tới rồi này! Chào cậu! Các bạn robot vô cùng vui! Leo mang bất ngờ đến cho các bạn robot đây. Đây là bộ phận xe tải nhỏ để robot có thể lái xe dạo lòng vòng được như Lifty, Scoop và Leo. Ôi, bánh xe lăn đi mất tiêu. Cùng bắt đầu lắp ráp thôi. Khung gầm màu đỏ. Bánh xe. 1 2 3. Bánh xe thứ tư đâu rồi? Đây rồi. Giỏi lắm, robot. Đây là pin. Xe tải nhỏ của các robot sẽ chạy bằng điện. Động cơ điện. Sàn xe màu vàng có gắn ghế gập cho các bạn robot. Đến vô lăng và bảng điều khiển màu vàng. Các cậu thích chứ, robot? Tới thân xe. Và cửa xe. Chiếc xe tải nhỏ đã hoàn tất. Các bạn robot rất vui sướng. Họ nhấn nút. Nhìn cửa xe mở ra kìa. Các bạn robot vào trong xe. Bạn robot đỏ sẽ làm tài xế. Lên đường nào. Lạ thật. Sao xe tải nhỏ vẫn chưa chạy nhỉ? Ồ, các bạn robot chợt nghĩ ra ý này. Hay quá, có tác dụng rồi. Đi thôi. Xe tải nhỏ đã chạy, nhưng vô cùng chậm. Vì sao vậy nhỉ? À, thì ra nhờ hai bạn robot đang đẩy xe. Dừng lại. Leo, sao xe tải nhỏ không tự chạy được vậy? À, hết pin rồi. Cần phải sạc pin lại. Các robot, đẩy tiếp đi. Leo đã tìm ra nơi để sạc pin. Cắm xe vào tua bin gió.
cánh quạt tua bin sẽ quay nhờ sức gió và sạc pin cho xe tải nhỏ. Hóa ra là xe tải nhỏ đang nhờ năng lượng gió cơ. Ôi cha! Xong xuôi, giờ xe tải nhỏ có thể tự chạy được rồi. Các bạn robot và Leo nhanh chóng đến công viên giải trí. Có thể mở cả nhạc trên xe nữa. Robot, đừng quên rẽ đường nhé. Scoop, Lifty, chào các cậu. Mọi người đều ở đây cả, vui ghê. Mình chơi đu quay đi. Cậu giỏi lắm, Leo. Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình. Khăn vàng xe đo cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đợi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo. Xe tải nhỏ, Leo. Đây là công viên giải trí. Xe máy xúc Scoop và các robot đang chơi ô tô điều khiển từ xa. Xe của ai sẽ thắng đây? Tiến lên! Xe màu đỏ đang dẫn trước. À, hai xe nhảy qua đoạn dốc đó cao quá đi. Xe của Scoop thắng. Các robot, đừng buồn mà. Cùng chơi cái khác đi. Chào, Leo. Cậu chờ đến cái gì thế? Cùng đi xem nào. Thật nhiều chi tiết. Leo, tụi mình lắp đồ chơi mới à? Chân đế có các lỗ. Thú vị đấy. Phần vỏ. Bộ phận màu vàng như mái nhà có lỗ. Và những vòng tròn đủ sắc màu. Bảng ghi điểm hiển thị các con số. Cái gì đây? Trông như mấy cái đầu thú sặc sỡ. Chúng núp ở bên dưới. Xếp như thế là các màu đã khớp với nhau rồi. Nhìn kìa, các đầu thú cứ nhô lên. Các robot đang đập đầu chúng. Lại có gì không đúng sao, Leo? Dĩ nhiên rồi,
không thể dùng tay không đập thú được. Ồ, robot đỏ lấy cây vợt. Không, đợi đã. Cũng không thể dùng ống nước chơi đập thú. Đúng rồi, robot xanh. Phải cần lấy cây búa. Cùng chơi thôi. Các robot đập các đầu thú. Một trăm điểm. Giỏi lắm, robot đỏ. Giờ Scoop sẽ tranh tài với các robot. Không biết lần này ai sẽ thắng nhỉ? Vui phải biết. Cảm ơn nhé, Leo. Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình. Khăn phẳng xe đo cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đội của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe. Đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo. Xe tải nhỏ, Leo. Giữa sân chơi có một công trình. Hôm nay, xe tải Leo sẽ xây một mái ấm cho các robot. Máy trộn bê tông đổ hỗn hợp bê tông từ bồn xuống để tạo nền móng chắc chắn. Thêm chút nữa thôi. Được rồi, xe trộn bê tông. Đủ rồi. Cảm ơn nhiều. Đây là xe tải Leo. Cậu ấy chở đến các chi tiết để xây căn cứ. Robot, các cậu sẽ sớm có nhà thôi. Tòa màu xanh là tòa trung tâm, nơi các robot vui chơi với các bạn. Đây là các tòa hai bên, màu tím và màu xanh. Thang máy này sẽ dẫn lên trên mái nhà. Một cái cột dài màu vàng. Đây là mặt sàn màu cam sẽ di chuyển lên xuống. Thêm ngọn chóp màu vàng này nữa là hoàn thiện. Đây là hai cánh cửa. Cửa sổ. Thật nhiều cửa sổ cho nhà sáng sủa. Các robot rất thích. Mái nhà cho các tòa nhà phụ. Ba nhánh cầu trượt màu vàng từ mái tòa trung tâm đến mái hai tòa phụ.
căn cứ của các robot đã xong rồi chứ? Không, vẫn chưa đủ nhà cho robot. Nhà của Violet đã xong, của Blue cũng vậy. Nhưng robot đỏ thì không có nhà. Leo, cậu sẽ giúp cậu ấy chứ? Xe tải Leo đến cửa tiệm của Lipty. Chào, cậu muốn một căn nhà mới à? Chọn đi. Nhà xanh lá. Không, nhà burgundy. Chúng mình cần căn nhà màu đỏ. Chính là nó. Chất nó lên thùng xe và chở đến khu căn cứ của robot thôi. Cảm ơn Lifty. Các bạn robot đang đợi xe tải Leo. Cậu ấy về rồi. Lắp tòa nhà đỏ vào thôi. Robot thấy rất vui. Cảm ơn cậu, Leo.